to đúng rồi. Thank you.
cái gứa. Ở đây với cô thì cô đi mua cho một đôi dép đã. Xào xô vào một tí rồi nhá. Em lấy một hai gói dầu gội nhé. Tổng 100 nghìn tiền.
Vâng. Đây cái này, đây cái này, đây rồi. Vô đấy, còn to đùng này. Đây nhìn đây này, nó to đi chưa đấy. Yeah. Thôi gọi đi. Con đây nữa này. Bọt quá nhìn không thấy. Còn chưa được giết. Lên con. Cái này vừa mới khỏi nhỉ. Ngon lên một tí nha. Đầy trứng ngon lắm. Nhiều lắm rồi. Cuối một tí nữa. Gái đi đúng không? Một tay gái
ai lên chị cắt. Em thấy nó sạch lắm, nó không được xấu đâu. Con cởi áo ra xong là tắm đây này, như cái này nhá, cái nách nữa nhá, cái nách xong cởi quần nữa nhá, xong là lấy xà phòng này tắm nhá, tắm chùi hết người đi, xong là mới lau thay quần áo mới xong thế nó đi hộ cô làm ở dưới này nhá. Tắm đi. Sạch xé rồi đấy, lau về hộ cái này. Lấy lên. Lấy cái trắng ở kia đúng rồi. Lên 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 lên. Thế. Lấy đất xuống cho tôi đứng. Lấy xong lấy cây này mình chọc hết.
Thank you.
lắm rồi ấy nhờ. Cho nó ăn nữa. Đây chờ nhá. Em đi bán nhá. Cô ở nhà, cô còn làm quần áo. Đi cái chỗ hôm đó cô mua quần áo cho con ấy. Chỗ đấy nhá, mỗi quả 4.000 nhá. Xong mua 2 cho kém.
3 tiền. Nước quả 4 nghìn. 4 nghìn rồi. Để rác thơm. Không, không lại đâu. Thank you.
Cô bị sao đấy? Cô ơi Cô bị sao? Cô mệt quá. Thank you.
Chưa, chưa nước. Hết rồi. Có nhà xong chưa? Tìm nó cái là to nhất đấy nhất. Chọn cái là to nhất. Thank you.
nữa lắm này. Thế là vừa đấy bảo hộ ôm mọi người thôi. Vất vất cây vỏ vỏ này lùi ra ngoài. Được rồi, con đi lấy vui. Vui rồi nhặt vào đó. Ra ngoài nó đổ thế này. Đôi giờ có tẩy rãi vào người thì em. Ôi đi em. Thật ghê. Ghê. Ghê.
cái dây này đâu. Thank you.
nhiều rồi. Thank you.
sắp chín rồi. Thêm nữa. Chín rồi. Chín rồi. Đây, lên đây. Nó vặn đi.
Thank you.
tìm một cái dây này với tôi con. Đi được không? Nặng không? Qua đây nhá, đi qua đây nhá. Đi gặp mình nhá. Chân nhá, cái chiều tay nhá. Đâu có chân không gì gì, chắn con lên. Chắn con lên, bỏ có ra một tí. Đấy. Thank you.
Con tốt ở kia về. Thật rơi xuống nha, rơi xuống là thôi luôn. Con đổ cái đi. Nhiều quá, mặn rồi, mặn cũng được nè, ngon nè. Còn cái đấy rồi. Cầm cái này vào cho cô. Cầm vào đây. Cầm vào chưa ừ. Yeah. Xem nào.
chín rồi. Giỏi lắm rồi. Còn lấy cái bát này đi ăn cơm. Được rồi. Lên ngồi đi, ngồi ăn cơm đi. Thank you.
ăn đi.
nhá. Thì bỏ cái bao ra. Vâng. Cái đấy nó đi để vào một chút nhé. Với cả cái đấy nó xuống. Tí nữa về đây đi. Sắp đầy rồi em. Đầy rồi nhỉ. Lấy băng này thôi. Nó con tôm cái này lên chia lấy tiếp. Hãy đi.
Mà tính cái gì luôn đó, mà tính cái gì luôn đó.
con vô khoai lang kia mai lấy thì về bán cả tỏi nữa đi theo. Ờ, rơi chị một tia. Đây. Vâng, em sẽ mất. Giờ. Trong rồi, đi đây.
nó về bán đi. Nhanh lên. Bán được cái này rồi. Không bán được cái này rồi. Hả? Không được hả? Thế là bán cái kia nữa. Đi lấy cái kia. Cái này chắc cũng không bán được nữa. Bác à? Cần bớt đi nhé. Đau không? Có vác được không? Ừ, không vác nữa. Có không vác không? Ở đây chơi nhé. Nào đi đi.
Chị ơi, lấy về cho cô đi. Xong chuẩn bị đi lấy đồ đi chợ luôn. Con.
Em lấy Thank you.
ông đi về tí, ông ra ngoài chị ăn một tí á, con đi ra. Peace.
Thì lấy xô lấy xô về, lấy nước về tưới nhá. Xô xô xanh, xô đen cũng được, xô nào cũng được. Được chưa?